Alo, chào anh em. Mình vừa hoàn thiện được hai cái lưỡi câu, một cái lưỡi ly 8, một cái lưỡi 2 ly nha anh em. Cái lưỡi mấy bên tay phải này là ly 8 nè, cái này 2 ly. Thì hai anh khách khác nhau đặt hai lưỡi. Nhưng mà điều trùng hợp là hai này đều muốn làm lưỡi 5 phân. Thì cái lưỡi này là 2 ly, mình gán nắng nhỏ lại để được 5 phân nha anh em. Còn cái lưỡi này thì uống bình thường nhưng mà cũng gán nắng cho cái giọng nó nhỏ, tại vì cái lưỡi ó anh em thì cái vòng tròn nó sẽ bầu hơn cho nên nó sẽ bự hơn. Đó, đúng ra là lưỡi ó nó sẽ bự hơn lưỡi rùa nha anh em. Đó, nhưng mà mình cũng gán nắng lại để bắt cá nhỏ cho nó tốt. Thì cái lưỡi này mình đoán là cá cỡ 100g là bắt được nha anh em. Cỡ 100g thôi. Lưỡi này chắc cũng phải cỡ 150-200g thì bắt mới tốt. Đó. Thì cái lưỡi này mà rê đáy này nọ rồi thì rất là ngon anh. Hoặc là câu nhái treo đó thì cái lưỡi này rất là tuyệt vời luôn. Lưỡi này thì lưỡi ó nha anh em. Cá cắn thì mình chỉ cần dùng dây lại rồi đợi nó ăn cái mình thẳng dây ra thôi thì nó dãy là dính. Đó, mũi nó sát khí lắm ha. Công vô nhìn rất là đã. Một cái là 1 ly 8, một cái là 2 ly nha anh em, thép C70 hết. Mình chỉ làm một loại đó thôi. Đây mình quay cái mũi cho anh em xem nè. Thì mũi này khi mà cá nó ăn á, mình giật nhẹ cái một là nó qua ngạnh liền. Nó gì nó bén. Còn nếu trúng xương á thì anh em chỉ cần giật như bình thường thôi là nó qua xương luôn. Đó. Đảm bảo là cá mà xương sọ nó cũng qua luôn nha anh em, tại mình mài này bén dữ lắm bén. Đó. Mũi ngạnh thì mình làm rất là cẩn thận. Ok. Anh em nào cần lưỡi thép giũa thì liên hệ số điện thoại Zalo cho mình nha anh em. Mình khoan lỗ nè, rất là tâm ha, tròn đều đánh bóng, kỹ lưỡng ở trong hết rồi đó, bóng gương hết. Ok, cảm ơn chào anh em ha, nên nào cần lưỡi thép giũa thì liên hệ số điện thoại Zalo cho mình nha anh em.